xin chào anh chị bà con cô bác nhé. Em kênh Làm Vườn Thương Hiệu Lạc Đẹp TV xin chào tới tất cả anh chị bà con cô bác. Dạ vâng, hôm nay em tiếp tục làm video báo giá cụ thể cho các bác anh chị em trên khu vực ngã ba Đồng Cốc cô nhé. Thì hôm nay thì vì là đi làm video về chầu này thì em vừa đi bán vải vừa làm video, thì cũng như là bán được sớm thì em sẽ quay video, còn nếu mà bán muộn thì em không có thời gian quay video thì mong các bác thông cảm nhé. Dạ vâng, chính em sẽ mời các bác đi tham khảo một vài vòng của cái điểm Ngân Thanh Hà và vải thiều chính vụ bây giờ các bác. Thì vải thiều chính vụ bây giờ em thấy ra nhiều cái này này. Và hôm nay giờ hiện tại em đang đứng ở ngã ba Đồng Cốc á. Thì ngã ba Đồng Cốc hôm nay rất là ít hàng các bác. Cái khu ở trên Tân Hoa thì lại nhiều hàng hơn. Ngã ba Đồng Cốc thì là rất là ít hàng các bác. Rất là ít hàng. Chỉ có một đoạn này là các bác cứ chờ người ta ra mua trả giá rồi các bác. Các bác em sẽ xem cái khung giờ quay, bây giờ đang là 6 giờ qua 9 phút thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022 của dương lịch các bác. Còn âm lịch thì hôm nay là thứ bảy ngày 27 tháng 5 năm 2022 của âm lịch các bác nhé. Các bác mời các bác đi tham khảo một vòng chợ cũng như ngắm những trái vải thơm ngon của lục ngạn, mời các bác cùng theo dõi nhé. Em sẽ báo giá cụ thể cho các bác luôn. Xe đẹp đây. Hồ này khá đẹp đấy các bạn. Hồ này căn nhà cái này. Đó, nó xin thiếu anh ơi. Quăng cơm. Em mới kiếm. Đâu quăng cơm ơi. 14 à. Nhập cơ thủy này 14 này ha. Căn nhà hôm nay nghe chừng nhích giá rồi đấy. Rồi cảm ơn nhá. 14. 14 này các bạn này. Mới sáng sớm luôn thì nói chung là cũng là may rồi các bạn. Thì hôm nay nó là cuối tháng mà, thì thường ở cuối tháng này em mong các bác sẽ bán là cái giá nó cao hơn, vì cuối tháng này cái hàng của 30 mùng 1 các bạn. Mà hôm nay ở ngã ba Đồng Cốc rất ít hàng nhé. Khả năng khéo còn muốn cháy hàng quá. Đi lắp có điểm cơ thì cần khám mạnh. Bán được rồi, 14 thì bán được rồi. Bán bao nhiêu? 10 đồng ấy à? Giá chưa? 10 đồng. Cái này nó 10 đồng nó hơi cháy ga này các bạn ạ. Nói chung thì và cái giá cả thì các bác xem kênh, các bác lưu ý là cái chỗ là nó có hàng đắt, có hàng rẻ. Chứ nên các bác xem kênh đừng nên đánh giá là cứ chung là 7.000 là 7.000. Mình xem mình phải để ý vào video thì mới hiểu được hết video các bác nhé. Đây vải muộn này các bác này. Và bác điểm cân thì cân vải muộn nhiều nhất này các bạn. Cân vải muộn này. Để nó quay tí xem mà hỏi bác trả cho. Cái này bán bao nhiêu ấy? 10.000. 10.000 à? Vải như thế này 10.000. Chính nhờ vải thiều năm nay dễ bán nhỉ? Bán không phải thay nhà bán chậm hơn 10.000 các bạn. Của vải thiều chính vụ đấy, vải muộn đây thì nó đá tràm này, thì thường nếu mà vào hàng tàu được ấy, thì giá nó sẽ cao hơn, vì đá tràm mà đen như thế này là kiểu gì cũng rẻ hơn này các bạn đấy. Lâu ngày nghe chừng rất ít vải các bạn, ít vải lắm. Em mời các bác vào điểm cân này, cân Thanh Hà đẹp này, xem là cân giá cao nhất bao nhiêu này các bạn. Ui đẹp lắm. Đây này, hàng đẹp này các bác nào nhìn này. Như là cái thau vải này. Quá đẹp luôn. Ui, bán bao nhiêu. Ơi, bán bao nhiêu đây em ơi. Bán bao nhiêu. 17 à. Ui, cao phải mượn phiếu cái này. 17 cơ à. Ui, thì cao đấy. Ôi các bác ơi, giá 17k điểm cân Trọng Hồng này, đối diện ngã ba Đồng Cốc các bác nhá. Đối diện ngã ba Đồng Cốc giá 17k này. Rồi cảm ơn chú nhá. Chúc mừng nhá. 17k là khá là ok rồi các bác. Nói chung thì như hôm nay thì quay video thấy vui lên rồi các bác. Bao nhiêu ngày nó rớt giá thì hôm nay nó phải hình như đã tăng trở lại rồi các bác. Thấy giá 17 này. Còn điểm cân Trọng Hồng đối diện ngã ba Đồng Cốc các bác nhá. Bán bao nhiêu? 16 à? À dạ, thế các bác bán nó được giá đấy nhỉ? Em bán ở trên kia bán hớ rồi. Em mượn chưa đây. Biết rồi, em vừa mới bán xong em mới xuống đây.
Ui 16, 17 các bạn. Cái cân này là khá cao các bạn. Đó, bên này 17 đây. À, à, rồi chúc mừng nha. 17, 16, 17 đây. Cái quả là khá to luôn nha. Có cái nào được 20 chưa? 18 thì không được. 18 không được. Đây là 17 là cao nhất các bạn. 17 là cao nhất của điểm cân trọng hồng các bạn. Giá của vải Thanh Hà không nhé. Giá của vải Thanh Hà. Đây xem cái này nó xấu hơn này. Thì xem hỏi bác ấy là vải nhỏ vải ngai này xấu hơn thì bán bằng giá bao nhiêu? Bán bao nhiêu? 13. Đấy thì nó khác ngay nhỉ. Cái kia quả to. To hơn đẹp hơn là nhìn. Đúng rồi. Cái kia thì to đẹp. Cái này 13 này các bác ạ. Nó tùy theo từ mẫu mã từng gia đình làm các bác nhé. Có thể là gia đình nào làm đẹp hơn thì phải bán được 17 là cao nhất. Là điểm cân trọng hồng quá. Nó phấn khởi luôn rồi. Bán bao nhiêu ạ? 13 thôi. À cũng 13. Ừ. À, 13 cũng được rồi vậy. Cái này bác là sáng nào? À Đồng Công. À Đồng Công à? Ừ. Dưới đây hôm qua cái điểm cân trọng hồng có cân luôn nhỉ? Trọng hồng á? Vâng. Nhưng mà hôm qua cân luôn nhỉ? À hôm qua không, hôm qua này không đi cơ. Hôm qua đi à? Điểm cân này thì em thấy cân cao nhất này. 18 là cao điểm. Vâng, vâng. Vâng, bà nhà, cảm ơn bác nhé. Bà nhà thì ở điểm cân trọng hồng này thì em vừa mới vào xem sổ rồi. Thì cao nhất là 17. Là giá hàng đẹp nhất 17 và thấp nhất là 13.000 một kg của vải Thanh Hà nhé. Và từng loại vải các bạn. Đây em đang đứng ở ngã ba Đồng Cốc đây các bạn. Điểm cân chỗ nhà cô Sử đây thì các bạn biết rồi đấy. Nói chung thì nếu cái giá Thanh Hà như này thì các bác vải đẹp thì các bác hãy đến đúng nơi đúng chỗ nhé. Vì thường ở cái vải đẹp thì các bác phải lưu ý là xem video ấy, thấy những cái điểm nào người ta cân nó được giá thì các bác đến, để tránh cái tình trạng các bác bán nó không bị hớ giá các bác. Thì cái mục đích em làm video là chia sẻ cái giá cả cho các bác đi bán hàng ngày thôi, chứ không phải là chia sẻ mà rộng rãi thì cái này là người ta xem thôi, chứ là nói thực chất là em vẫn cứ quay như bình thường thôi. Hóa nào nói thế thôi các bác. Giá cả thì nó đắt rẻ thì nó do thị trường các bạn, chứ không thể ai có thể nói được rẻ là rẻ được, mà ai nói đắt được là đắt được các bạn. Nhưng nói chung thì hôm nay là phấn khởi đâu. Bán bao nhiêu đây anh? Ui ông thầu bảy muộn này. Bán bao nhiêu? 9.000 à? Dễ bán hơn 7 cái nhà nhỉ. Cái này hàng nó bảy muộn này, 7 triệu 9 vụ đây các bạn này. Nó tràn xấu này, bán được 9.000 này các bạn. Quả cũng không to lắm đâu. 9.000 dễ bán. Hôm nay chính tỏ là dễ bán đấy các bạn. Rất dễ bán nhé. Rồi em mời các bác đi tham khảo một vòng chợ vải Đèo Lục Ngạn nhé. Nên em đi bán vải em không cầm được cái gậy chống rung được, thì nó hơi bị rung lắc một chút, mong các bác thông cảm nhé. Khá đẹp luôn. So với mọi ngày thì hôm nay ở Đồng Cốc thì vì lâu em không xuống quay rồi, như thường ở Đồng Cốc này sẽ hay bị tắc đường lâu hơn, nhưng mà nghe chừng hôm nay rất ít vải các bạn. Rất dễ bán. Cái vải của vải muộn nó xấu cũng 9, 10.000, 11.000 đổ lên các bạn. Và vải Thanh Hà cũng từ 13 cho đến 17 là cao nhất. Là tùy từng loại vải các bạn nhé. Khá là phấn khởi cho các bác hôm nay. Chúc tất cả các bác luôn gặp may mắn và bán được cái giá cao nhé. Rồi, nhìn các bác đi bán nào, rất là nhộn nhịp, đông vui luôn các bác. Rồi, vui luôn. Cái vải muộn này đẹp thế. Hồng hào đây. Đẹp thế, hồng hào thế nhỉ. Chào 14 chưa bán đâu bác? Chưa bán. À, lấy 15 hay là 20? 15 thôi. À, 15. Rồi, chúc bác làm thêm được một giá đó nhá. Cho nó tròn. Chào 14 thì chưa bán là khá đẹp rồi các bác. Đây bài kiều chính vụ đây các bạn. Tuyệt vời luôn. Nhìn nè. Sáng quắc luôn. Thế chứng tỏ là hôm nay giá vải có nhích rồi các bạn. Đã nhích lên rồi. Tăng trưởng trở lại rồi các bạn nha. Rồi mời các bác tiếp tục xem video nhé. Nói chung là em thấy cái giá nó
cao hơn mọi ngày thì đi quay video nó cũng phấn khởi các bạn. Và các bác đi bán nó cũng được vui hơn. Nói. Quả toàn hết chưa? Ô nay ngay cái đầu cốc người ta ít hơn nhỉ anh nhỉ? Hay tắt trong cái rồi? À đó. Này ít vải đây, cái ngách đồng cốc hôm nay không thấy có vải luôn các bạn. Đang thì bây giờ hiện tại mới là 6 giờ gần 6 rưỡi các bạn. 6 giờ 23 24 mà bây giờ rất ít vải luôn là đồng cốc các bạn. Đây quay cái khung cảnh nhà đồng cốc này. Chưa thớt đâu. Bà con hôm nay chắc rất dễ bán rồi. Cái điểm cân là cân khá mạnh nhỉ. Những điểm cân kia thì những vải này người ta sẽ ăn cái giá tầm trung rồi các bạn. Nó khoảng độ tầm 10.000 đến 8.000 là cái vải Thanh Hà các bạn. Là tầm trung nhé. Đấy cái loại nó xấu hơn chút. Và cái loại đắt nhất thì là 17k 1kg của vải Thanh Hà các bạn. Đây bác ấy, đây có phiếu xem chào bác ấy, có phiếu xem bác bán được bao nhiêu nhé. Rồi và các bác vào xem cái điểm cân về nguồn nhé. Bán bao nhiêu anh nhỉ? Chào bác, phí nãy giờ mười mấy? Thôi 14 rồi. À cũng 14 à? Quyết định là 14 bác bán được không? 14. Hiếu Xuân ở ngã ba Đồng Cốc các bác nhá. Giá 14, rồi cảm ơn bác nhá. Quá đẹp luôn. À, bác ấy cũng nhiều cửa giả 14 rồi, thế nhưng mà bác cái đòi 15 bác cái bán, nhưng mà cuối cùng bác ấy vẫn quyết định bán 14k 1kg của vải theo chính vụ nhá. Thế này là chứng tỏ là khá là ok các bạn. Khá là ok rồi. Bán bao nhiêu? 12. 12 à? Đây là cũng ok rồi. À, 12 các bạn, 12 này. Đấy quả thì nhỏ nhỏ ra dai. 12. Đây chứng tỏ là chúc mừng các bạn nhá. Vải muộn này các bác bán như này ok hơn vải Thanh Hà rồi các bạn. Cái vải muộn này là cái vải kiều chính vụ của Lục Ngạn đó các bạn nhá. Đây xe nào, vui đủ đẹp đấy. Bán bao nhiêu? Hả? Không quay người thôi. Cho mượn phiếu cái nào. Cho một phiếu ấy. Rồi, một phiếu gì? Bỏ 15 đến 15 được. 15 gì? Đây hàng đỉnh nhất là 15 này, không biết là điểm cân này là cân cao nhất là cửa điểm yếu này là cao nhất là bao nhiêu các bạn? Ở chính tỏ là khá ok, phải theo chính phủ đã tăng giá trở lại rồi nha các bạn nhá. 15.000 1kg. Vâng các bác ạ, cái điểm cân của anh Hiếu này là trên ngã ba Đồng Cốc nhá. Thì điểm cân này cân toàn vải muộn thôi. Cân cao phết các bạn. Giá của nó vào 15 là cao nhất. 15 là cao nhất các bạn. 15 là đầu sổ các bạn. Đó, vâng các bác ạ, cái hàng gọi là hàng đẹp là hàng hoa đấy thì là cái giá cao nhất của điểm anh Hiếu này thì là cân cao nhất là cái điểm cân vải thu mua vải dầu chính vụ này là 15k 1kg loại đẹp các bạn. Còn loại trung bình thì xấu hơn thì điểm cân này vẫn thu mua là 13.000 1kg các bạn. Cân từ sàn từ 13.000 cho đến 15.000 1kg và vải theo chính vụ nhá. Đấy điểm cân này cân cao đấy, cái hàng này thì đã hơi đã giảm tí nhỉ. Bán 13 các bạn. Cũng vải này bán này là khá ok rồi. Năm nay thì Thanh Hà hơi giá thì hơi kém các bạn. Thanh Hà bán thấp hơn và khó bán hơn. Còn vải theo chính vụ dễ bán mà bán đắt hơn cả vải Thanh Hà các bạn nhé. Vâng, cái địa điểm của anh Hiếu là cân giá phải muộn nhất là cao nhất là 15 đây nhá. Nhờ có cái bạt tôi đang vào đang quay đây để cho các bác đi bán các bác ngắm được nhá. Đấy đối diện salon tóc Lý Thiên nhỉ. Đấy. Chính cái nhà mà xanh xanh có ba cái ô tròn nhá. Đấy các bác hãy đem đến những cái điểm phải muộn mà các bác đẹp ấy. Các bác đem đến đúng những cái điểm này các bác bán nó sẽ được giá, nó không bị hớ giá vì phải đẹp mà các bác không ví dụ các bác không xem video hoặc là em không quay video ấy báo giá cho các bác thì các bác không biết là cái địa điểm nào người ta cân cái vải thiều chính vụ này nó cao hơn và hàng đẹp thì bán được bao nhiêu các bác. Chủ yếu là làm video là chia sẻ cho các bác nông dân là đi bán vải sao mình ở nhà mình chủ định đi bán là mình nếu không tắc đường thì mình sẽ xuống cái địa điểm của doanh nghiệp này thì các bác bán này thì nó giá sẽ được cao hơn các bác nhá. Quá là tuyệt vời luôn. Hôm nay thì nói chung là giá khá là ok các bác, khá là tuyệt vời luôn. Tính vào đến hôm nay vào là 5-6 ngày giá vải thấp các bạn.
Nhưng đến hôm nay là vào 27 mình thì 27 âm lịch này tháng 5 này thì là đã giá đã tăng trở lại về cuối tháng thôi. Thấy chưa? Bán được nhiều chưa? Rồi mời các bác tham khảo một vòng chờ nữa nha. Nói chung là giá vải hôm nay khá là ok thôi ạ. Rất tuyệt vời luôn. Ở dưới khu ngã ba Đồng Cốc em hỏi nhiều rồi, cái vải muộn xấu nhất mà chưa có vải và cũng chưa có vải nào 7-8 nghìn quá hôm nay ấy. Hôm nay ở ngã ba Đồng Cốc này là chưa có vải nào 7-8 nghìn quá. Rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là em đi quay video cho các bác thì nó đắt rẻ theo từng ngày và cũng có thể theo từng bữa một các bạn. Thế cho nên các bác xem video phải thông cảm cho em vì đi quay video thì ai thế thôi. Em cũng bán vải xong, em cũng như các bác cũng bán thì ai cũng muốn bán cái giá nó được cao hơn phải không các bác? Nhưng cái thị trường thì nó không cho phép thì anh em mình bán cái giá thấp hơn phải chấp nhận thôi. Rồi em mời các bác vào điểm cân Thanh Hà này xem cái giá này cao nhất anh em các bác bán được cái giá bao nhiêu nhá. Bán bao nhiêu nhá? Một triệu mấy? Mấy? Thổ ở đây khá đẹp, không biết là bán bao nhiêu đây các bạn. Thổ khá đẹp bao nhiêu? Bán bao nhiêu? 12 thôi. Nguồn thiếu cái này 12 à? Thủy này 12k 1kg vải Thanh Hà này các bạn này. Rồi cảm ơn nhé. Nó cân như này giá không được cái đấy. Bây giờ biết nào được không? Không đắt bằng vải muộn được. Vải muộn kia đẹp nó cân đến 15 mới. 15, 17 hôm qua. Ôi trời đỏ, thế tính đỏ tăng từ hôm qua rồi các bạn. Quay cho các bác này, cái khung giờ này mà nếu như mọi ngày là ở Đồng Cốc này khá là tắc đường các bạn. Nhưng mà hôm nay không có bao nhiêu vải các bạn. Không có bao nhiêu vải. Dạ vâng các bác ơi, thì nói chung là rất là ok rồi. Cái giá này thì thực sự là rất là tuyệt vời cho các bác anh em làm vườn nhá. Bắt đầu cái giá nó bắt đầu dao động từ trên 10k đổ lên thì các bác hăng say làm vườn hơn. Và cái giá cả này bán thì nó sẽ được ổn định hơn. Đấy cái giá của vải muộn, gọi là vải thiều chính vụ, vải muộn đấy. Là cái vải ngọt đây này, gọi là lục ngạn là vải thiều chính vụ ấy thì là cao nhất là hôm nay em quay là cái điểm yếu là 15.000 1kg loại đẹp. Còn loại xấu thì là 13k 1kg các bác nhá, cái vải thiều chính vụ ấy. Còn vải Thanh Hà thì đẹp nhất là 17.000 1kg và loại xấu nhất ở ngã ba Đồng Cốc này đang thì dao động ở mức 10.000 cho đến 12.000. Rồi các bác xem video thực sự thấy hay và hữu ích cho em xin like, đăng ký, chia sẻ cho kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV nhá. Xin chúc tất cả anh chị bà con cô bác luôn luôn có một sức khỏe tốt. Xin thân ái chào tạm biệt anh chị bà con cô bác.